Thưa quý vị, liên quan đến vụ dùng súng tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Cơ Tu ở tỉnh Đắk Lắk mới đây, lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có thư kêu gọi toàn dân bình tĩnh, không tin, không nghe kẻ xấu. Nội dung thư kêu gọi nêu, sáng ngày 11 tháng 6, trên địa bàn huyện Cư Cù Yên đã xảy ra vụ việc một nhóm người có vũ khí tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Cơ Tu, gây thương vong một số chiến sĩ công an xã, cán bộ xã và người dân. Nhân dân các dân tộc của tỉnh rất phẫn nộ về hành vi vi phạm pháp luật của nhóm người này. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, ngành chức năng, tỉnh Đắk Lắk cùng với sự hỗ trợ tích cực của nhân dân đã khẩn trương truy bắt các nhóm người gây ra vụ việc. Các cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp nhằm ổn định tình hình, kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người tử vong, bị thương. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương thông báo, động viên người dân bình tĩnh, không hoang mang, thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kịch liệt lên án hành động tấn công trụ sở cơ quan nhà nước, giết người, vi phạm nghiêm trọng pháp luật của nhóm người đã gây ra, đồng thời chia sẻ với những đau thương và mất mát to lớn của gia đình các chiến sĩ công an, cán bộ và người dân. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk kêu gọi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ trên địa bàn tỉnh đoàn kết một lòng, tin tưởng vào chủ trương chính sách của Đảng, sự lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền các cấp. Tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh của thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững chắc, phối hợp hỗ trợ các lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ. Bên cạnh đó, chung tay giúp đỡ, chia sẻ mất mát đau thương với các gia đình chiến sĩ công an, cán bộ và người dân bị nạn, yên tâm lao động, sản xuất, góp phần vào sự ổn định, phát triển của địa phương. Không đăng tải, chia sẻ các thông tin liên quan trên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng chức năng và gây hoang mang lo lắng trong nhân dân. Nhân dân nêu cao cảnh giác, tuyệt đối không nghe, không tin, không theo các đối tượng phản động, các thế lực thù địch lợi dụng tình hình để xuyên tạc, lôi kéo chống đối chính quyền địa phương, gây mất an ninh chính trị trên địa bàn. Chúng ta tin tưởng rằng, với truyền thống yêu nước, đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển. Thưa quý vị, thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa có được cho biết, lực lượng công an đã bắt giữ 39 đối tượng. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại và kêu gọi những người phạm tội sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, trong suốt đêm qua, các lực lượng chức năng của Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk quyết liệt truy bắt nhóm đối tượng gây mất an ninh trật tự tại Ủy ban Nhân dân xã tại huyện Cư Cù Yên, Đắk Lắk và đã bắt thêm 10 đối tượng. Như vậy, lực lượng công an đã bắt giữ 39 đối tượng liên quan vụ dùng súng tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu thuộc huyện Cư Cù Yên, tỉnh Đắk Lắk. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại. Đồng thời, công an Đắk Lắk kêu gọi những người phạm tội sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Cùng với bắt giữ các đối tượng, lực lượng chức năng thu một số vũ khí quân dụng, trong đó có súng trường CKC, đồng thời đang quyết liệt truy bắt các đối tượng còn lại, điều tra làm rõ vụ việc. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác chính phủ đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với các gia đình có người bị nạn trong vụ tấn công hai trụ sở công an xã ở Đắk Lắk. Lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã chia sẻ những mất mát, đau thương đối với các gia đình nạn nhân. Tại lễ tang, ông Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Ea Cơ Tu và ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu, huyện Cư Cù Yên, Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên và gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân. Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, điều tra, vây bắt các đối tượng. Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác cũng đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thăm hỏi Thượng úy Đàm Đình Bốp, Phó trưởng Công an xã Ea Cờ Tu và Đại úy Lê Kiên Cường, 35 tuổi, cán bộ Công an xã Ea Cờ Tu, hai cán bộ bị thương nặng, đang điều trị tại bệnh viện. Cùng ngày, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình các nạn nhân tử vong, chiến sĩ hy sinh, bị thương. Phó Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, điều tra, vây bắt các đối tượng.
đoàn công tác đã trao các quyết định truy thăng cấp bậc hàm của Bộ trưởng Bộ Công an cho gia đình các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, hỗ trợ gia đình các chiến sĩ đã hy sinh, bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ. Sáng cùng ngày, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra hiện trường vụ dùng súng tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân hai xã Ea Tiêu và Ea Cờ Tu. Thượng tướng cùng đoàn công tác đã động viên các lực lượng chức năng đang chốt chặn, bảo vệ hiện trường tại hai xã Ea Tiêu và Ea Cờ Tu, đồng thời đề nghị lực lượng chức năng, dân quân tự vệ, chính quyền địa phương tiếp tục đề cao tinh thần cảnh giác, giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho nhân dân. Theo ghi nhận tại hai địa bàn xã Ea Tiêu và Ea Cờ Tu, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk, nhiều khu vực bị răng dây phong tỏa trước đó đã được tháo gỡ, người dân đi lại bình thường. Trước đó, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ chiến sĩ công an xã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, Bộ trưởng Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí Hoàng Trung, sinh năm 1981, quê quán Nghi Lộc, Nghệ An, cán bộ công an xã Ea Cơ Tu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với đồng chí Nguyễn Đăng Nhân, sinh năm 1994, quê quán Yên Thành, Nghệ An, cán bộ công an xã Ea Cơ Tu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí Trần Quốc Thắng, sinh năm 1989, quê quán Thạch Hà, Hà Tĩnh, cán bộ công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với đồng chí Hà Tuấn Anh, sinh năm 1991, quê quán Triệu Sơn, Thanh Hóa, cán bộ công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Nghĩa tình Đồng đội Công an Nhân dân cũng đã ký quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng một gia đình đối với gia đình 4 đồng chí thuộc Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ. Hỗ trợ 50 triệu đồng một đồng chí đối với 2 đồng chí cán bộ Công an huyện Cư Kuin bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ là Thượng úy Đàm Đình Bốp, sinh năm 1993, Phó trưởng Công an xã Ea Cơ Tu, và Đại úy Lê Kiên Cường, sinh năm 1988, cán bộ công an xã Ea Cơ Tu,